Ronaldo lần thứ 4 đứng đầu danh sách vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Lần thứ 4 trong sự nghiệp, siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Với thu nhập cao gần gấp đôi đại kình địch Lionel Messi xếp thứ 3 trong danh sách. Theo công bố của Forbes, Ronaldo trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới sau khi chuyển đến đội bóng Al Nassr của Saudi Arabia. Với tổng thu nhập ước tính của cầu thủ 39 tuổi này vào khoảng 260 triệu USD trong 12 tháng qua, mức cao nhất mọi thời đại đối với một cầu thủ bóng đá. Theo đó, thu nhập trên sân cỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha lên tới 200 triệu USD, trong khi thu nhập từ hoạt động ngoài sân cỏ của ngôi sao này là 60 triệu USD nhờ các hợp đồng tài trợ béo bở. Với khoảng 629 triệu người theo dõi trên trang Instagram, đây là lợi thế lớn để Ronaldo thu hút tài trợ từ các thương hiệu, bao gồm Nike, Binance và Herbalife. Trong khi đó, đứng thứ 3 trong danh sách là chủ nhân của 8 quả bóng vàng Lionel Messi. Việc chuyển sang Inter Miami, đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ, Major League Soccer đã giúp nhà vô địch World cấp kiếm được 135 triệu USD. Thu nhập trên sân cỏ của siêu sao 36 tuổi người Argentina là 65 triệu USD, cộng với khoảng 70 triệu USD nhờ các hợp đồng với các nhà tài trợ lớn như Adidas và Apple. Tay gôn, người Tây Ban Nha John, giam đứng vị trí thứ hai sau khi chuyển sang giải League Gold vào tháng 12 năm ngoái trong một thương vụ gây chấn động làng gôn. Truyền thông đưa tin tay gôn số 5 thế giới sẽ được trả ít nhất 300 triệu USD nhờ gia nhập League Gold. Ngoài sự bảo đảm đó, giam đã kiếm được 218 triệu USD và cùng với Ronaldo trở thành hai vận động viên duy nhất trên thế giới vượt mốc 200 triệu USD thu nhập. Đứng thứ tư là ngôi sao LeBron James của Los Angeles Lakers dưới 128,2 triệu USD thu nhập. Mặc dù đã 39 tuổi, ngôi sao đầu tiên ghi được 40.000 điểm. Trong sự nghiệp ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA vẫn sẽ có cơ hội tỏa sáng tại Thế vận hội. Một ngôi sao NBA khác là Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks cũng lọt vào top 5 với 111 triệu USD. Trong khi đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappé tụt xuống thứ 6, 110 triệu USD. Mbappé tuyên bố anh sẽ rời Paris Saint-Germain sau 7 năm gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp, nơi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ. Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến sẽ gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid trong mùa giải gần nhất. Một cựu ngôi sao PSG khác, Neymar, người cũng đã chuyển đến giải bóng đá Saudi Pro League để gia nhập Al Hilal. Hiện đứng thứ 7, 108 triệu USD, mặc dù ngồi ngoài phần lớn mùa giải vì chấn thương. Tiền đạo người Pháp Karim Benzema, cầu thủ cũng đang thi đấu ở Saudi Arabia, đứng thứ 8, 106 triệu USD trong danh sách. Tiếp theo là ngôi sao bóng rổ của đội Golden State Warriors Stephen Curry, 102 triệu USD. Lamar Jackson là cầu thủ duy nhất của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ NFL trong danh sách, xếp ở vị trí thứ 10 với thu nhập 100,5 triệu USD nhờ bản hợp đồng mới thương lượng với Baltimore Ravens vào năm ngoái. Mbappé sửng sốt khi nhìn thấy Mbappé giảm. Kylian Mbappé đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bức tượng sáp còn giống hơn cả bản thân được ra mắt ở Madame Tussauds. Cậu ấy giống Kylian Mbappé hơn tôi. Chân sút 25 tuổi vừa nói vừa cười, xen lẫn thích thú. Mbappé vừa cùng cha là Wilfried đồng một số thành viên trong đội ngũ của mình tham dự sự kiện khai trương bức tượng sáp của anh. Sau khi đưa tay bấm vào nút màu đỏ, tấm màn che rơi xuống, hiện ra một anh chàng Kylian Mbappé khiến chủ nhân thật phải kinh ngạc bởi tính chân thực của bức tượng sáp. Theo lời Equal, để có được thành quả với đầy sự hài lòng của Kylian Mbappé cùng mưa lời khen từ mọi người là một quá trình công phu và tỉ mỉ, bao gồm 4 tiếng đồng hồ cho việc chụp ảnh, phân tích khuôn mặt và cơ thể, với hình ảnh ăn mừng khoanh tay đặc trưng của đội trưởng tuyển Pháp. Khi những tấm hình Mbappé bên cạnh tượng sáp của mình được đăng tải, ai cũng tấm tắc, khen với những lời như: lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bức tượng sáp một cầu thủ bóng đá đẹp đến vậy, nhìn giống hơn cả Kylian thần luôn, đây là một trong những tượng sáp đẹp nhất tôi từng thấy. Có người còn đùa, Mbappé đã sốc vì nghĩ mẹ đã giấu mình điều gì đó, hay tôi không thể nào biết ai thật ai giả. Mbappé đã xác nhận rời PSG vào cuối mùa, cách đây ít ngày. Điểm đến tiếp theo của chân sút 25 tuổi dù chưa được xác nhận chính thức nhưng ai cũng biết đó là Real Madrid. Tay săn bàn số 1 tuyển Pháp dự kiến ra mắt gã khổng lồ La Liga sau khi thầy trò Ancelotti hoàn thành chung kết Cúp C1 gặp Dortmund vào lúc 2 giờ ngày 2 tháng 6.